chào tất cả anh em, chúc vui gặp lại anh em. Hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ với anh em cách đánh mặc định trong gói lâm 1 để đi công thành và tốn kim. Các bạn đã thấy mình đang đứng đánh mặc định nha anh em. Mình không thể đánh đầu tu tại vì đứng với mặc định ai chung với ra là chết. Cái này áp dụng để tốn kim và công thành rất là hay. Anh em thấy không? Bây giờ mình cứ đứng một chỗ thôi. Mình đi di chuyển đâu và mình bấm phím 2 làm để kêu với phím 2, anh em thấy không? Đó, anh em theo mình cứ để đây, mình di chuyển đây, mình canh góc xa nhất có thể đánh, đánh để mình đánh thôi. Cái đánh như thế nào anh em có thể dùng auto BK và anh em bấm Ctrl A. Ctrl A là anh em tắt tự đánh nha, vì Ctrl A này bật tự đánh này, tắt tự đánh. Đó, anh em để kêu, anh em ấn phím kêu, anh em ấn trục trái vào đây xem, anh em kéo xuống đây, kéo xuống bản thông số số 2 dưới đây là được. Ok nha anh em, tắt từ đánh là cần cho Nga. Cần cho Nga đối với auto BK của Võ Lâm Chính Tông nha anh em. Ở các server khác hay các bạn auto thì có phím tắt, tắt từ đánh đi. Và anh em bấm phím 2 cho mình, phím 2 cho bàn phím, mà anh em để chuột ở vị trí nào thì đánh từ đánh ở vị trí đó. Rồi, nó sẽ dùng đam vào một vị trí, khi ạc nào vừa tới vị trí đó nó sẽ là bị chết. Thế này giờ anh em mình đứng chỗ thôi anh em ạ. Cái này áp dụng cho chặn cổng, thứ nhất chặn cổng và chặn đường đánh của địch. Ví dụ còn 10 ạc anh em đứng đam một định thôi, hiểu chữ đam bằng định là vậy đó anh em ạ. Đây, đam bằng định là như thế này đây, đam vị trí xa nhất có thể, cứ ạc nào ra là chết, ạc nào ra là chết thôi. Còn anh em nào lao lên là bị sẽ bị hút đam nhé nè. Đó, cứ anh em nào ra là chết rồi, 37 đó mạng nha. Mình không có lệnh bài này, mình không có mang theo luôn, mình quên đổi lệnh bài đó, 39 mạng nha. Cái này kêu cách này là cô luôn đau là hay dùng nhất nè em. Bốn mươi mạng thấy chưa nè, anh em thấy chưa, thấy sự lợi hại của đam mặc định chưa. Anh em có thể di chuyển bất cứ nơi đâu, thấy quân địch tới đâu thì đánh tới đó, hoặc đam vị trí bất kỳ đó. Anh em thấy đây toàn những dân anh mặc định đứng chỗ không, không bao giờ di chuyển vào. Đó, 42 mạng đấy. Anh em nhớ di chuyển xa nhất có thể nha anh em, anh em phải canh, anh em phải canh cái kêu đánh của mình ở vị trí nào, anh em đánh giết là quen rồi. Đó, 44 mạng nha, bây giờ hết máu rồi. Đó, cứ lên thôi, cứ đứng đây mà lên thôi. Ô, chết luôn kìa. Đó anh em thấy không, 44 mạng nha, hạng 7 nha anh em, không tốn gì cả, rất là ít tốn anh em ạ. Mới chết có 3 mạng thôi, 4 mạng thôi anh em ạ. Đó, anh em lưu ý này, mình đứng đây mình nói luôn cho anh em hiểu này. Đó, mình đứng số phím số 2 này. Đó, anh em coi điểm xa nhất ở chỗ nào anh em nhớ nha. Đó, phù hợp rất phù hợp với công thành tống kim, chặn cổng, chặn đường tới tiếng của địch. Đó, anh em khoảng 10-15 mặt đứng một chỗ, đa một định một chỗ, không anh không không là và bên kia khi mà lên tới điểm đó là sẽ chết. Đó, cái đó cách mặc định rất là hay. Đó, như vậy là mình cũng đã hướng dẫn xong cách lấy kêu xuống phím số 2. Anh em mở bản kêu lên, ấn trục trái vào đây rồi kéo xuống thôi. Kéo xuống. Đó. Bây giờ mình bỏ đi nha, bỏ lấy phím kim công bỏ xuống 3 đó. Anh em thấy đơn giản không? Còn khi mà gặp quân địch thì mình bật cần chuông A lên nó từ đánh. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, quá đông anh em ạ. Đó, như vậy mình đã hướng dẫn xong anh em video cách lấy kêu xuống phím đánh và cách đánh mặc định nha anh em. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video, nếu thấy hay thì anh em tặng mình một like, một subscribe kênh YouTube của mình nha. Rất cảm ơn anh em, chúc anh em chơi game vui vẻ, hẹn anh em ở một video gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.